giả hơn, đặc biệt là khán giả trẻ. Và chắp cánh từ cuộc thi Chuông Vào Vọng Cổ có hai nghệ sĩ trẻ hiện nay đang được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Họ đã trưởng thành từ cuộc thi Chuông Vào Vọng Cổ và đã đạt được nhiều giải thưởng lớn cho bản thân mình. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tiếng hát của Chuông Vào Vọng Cổ 2010 Bùi Trung Đẳng cùng Chuông Vào Vọng Cổ 2009 Quán Quân Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa 1, nữ nghệ sĩ Thu Vân. Họ sẽ gửi đến chúng ta trích đoạn cải lương Lỡ Bước Sang Ngang, tác giả Thu An, Hoàng Khâm. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Khi cô đã cho tôi thấy cái quyền làm bà kỹ sư của cô. Làm sư? Xin lỗi, những gì trí óc của tôi nó nghèo quá, cho nên tôi không thể nhớ hết các cái quyền của cô. Mà cô đã vô thương cùng một lúc. Anh được, anh hãy nguyện rủa em thật nhiều đi. Anh hãy chửi mắng em là phường bá béo, lòng tình duyên mới giữa muôn vàn. Hãy dành cho em chút lòng thương cảm, nghe thấy lời của em không tin chăng. Đêm qua chân cả giọng dưới lệ, em không tình ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh đâu có biết là em không muốn sống nữa. Em không muốn sống nữa, em chỉ muốn chết mà thôi. Thôi cô chết bà đi, như buồn lấy đến người chồng thương tay xứng đáng. Cô chết bà chi cho biết bỏ một cuộc đời những lửa gian xôi. Cô hãy vui vẻ mà cùng ông kỹ sư xây đắp mong vàng. Mặc cho ai một mình tôi về, mặc cho ai một mình khóc nhớ. Anh yêu em, anh yêu em.